Bên trong là màu đỏ đó. Đây này. Đó, đó nay sao mày mùa đông? Mùa đông là một cạo chọc hết đầu. Cạo chọc hết đầu. Hầu hết cái này là không để tóc à? Đúng rồi. Nhưng mà đây cái này chỉ sao? Bà già thôi hay là như nào? Người nào người như thế nào thì đội mũ đỏ. Chắc ngày đội tuổi. Bây giờ những người trẻ không theo tục về nữa đúng không? Ê, nhiều tiền chưa? Chuyện. Vừa anh nghe cái từ lão lão công. Mất cháu. Rồi nhá. Cháu mà cháu ạ. Ôi giời, lão công. Mảng đau. Mất cháu đô trà trà. Chị cực thủ á. Yêu bố mai nhà, bố béo mai nhà. Mày hiểu. Thái văn đến, thả chung của đến. Không có, không có. Ở bên Đài Loan nó sẽ hơi khác một tí. Nói tiếng Trung là như nhau hết. Trung Quốc không giống nhau. Tiếng phổ thông là như nhau. Bố mày ở Trung Quốc nha. Hả? Bố mày ở Trung Quốc. Bố mày không ở Trung Quốc đâu, nhưng mà bố ta ở Trung Quốc. Đấy, tí nữa bà bây giờ bận thôi, còn tí nữa là không bận đúng không? Nghe nhá, mình nghe. Bố ở hậu gần nó nhất cả ngày nay tố mình cái gì thì không đón bà. Á, ấm trụng. Bà hỏi là có uống nước gì không thì mua. Mua lên chứ nhà bà không có. Uống rượu hay uống bia thì mang từ đây lên. Phải chơi chế độ là tí nữa bà mang bia lên. Bây giờ bọn cháu lên trước nấu cơm. Xong tí nữa bà mang bia lên thì mới chuẩn. Mỗi người một. Mỗi người no bia gì? Bia gì? Bia Hà Nội đấy. Mình vác lên luôn chơi. Để cho bà tí nữa bà xách lên okay, bà mới okay. Lên uống tí rượu. Tí xách 10 lon nhá. 10 lon. Nha. Đấy, ý là bà nhá. Không mỗi lon là 2 quả trứng rồi. Thôi chào chị chủ nhà nhá. Bà mới là chủ nhà. À. Khu vực biên giới mọi người ơi, Vàng Ma Trải nhá, Vàng Ma Trải mà nhìn sang bên kia. Thật sự là hôm nay vô tình thôi, nhưng mà ghé vào cái nhà của bác này thì là một cái chỗ quá là đẹp luôn, view đẹp, tất cả mọi thứ đều là ok nhá. Những cái này. Vâng. Ok chị nhá. Giờ bà bữa nay chả có mặt ai tới đi rất con treo à. Bà này chị cẩn thận nhá. Kinh lắm. Ghê gớm ấy, không có công việc như chị đâu, không lành như... đang nói bà nào đấy? Không, một số bà thôi. Đang nói em đấy chị Hằng ạ. Xấu tính thế nhở? Cua dai nhiều lắm. Dai mà không cua thì để phí à nhở? Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại Mỹ Thanh đang có mặt ở Vàng Ma Trải của Phong Thổ. Vàng Ma Trải của Phong Thổ nhá, lần đầu tiên đến Vàng Ma Trải của Phong Thổ, và hiện tại bây giờ nhà chúng mình đang ở nhà của cô Tần San Mẩy à. Đó, thì đang đi chợ về và nấu ăn nhá mọi người nha. Tại vì đi ngồi quán thì cũng đơn giản thôi, ngồi gọi là sẽ có ăn thôi, nhưng mà bọn mình thích nha, kiểu trải nghiệm giao lưu với bà con trong bản địa ấy, nên là sẽ mua đồ về nấu ăn và giao lưu với bà con. Đấy, chị dâu của bà thì đi luộc gà rồi, mình sẽ phụ chị nấu một số món. Đấy. Mọi người cùng theo hành trình của Mỹ Thanh hôm nay, lần này đi Vàng Ma Trải xem là có những cái trải nghiệm thú vị gì nhá mọi người nhá. Sau một lúc chuẩn bị thì chúng ta đã có một cơm ở tại Mô Sì Sang Phong Thổ Lai Châu nhá. Rồi, xin mời mọi người. Cô... Đây là cô ở Phong Thổ này. Không ai thích uống, ai bị lấy, ai bị nấm rượu. Ở
Hello Mẩy Thanh, xin chào tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay thì Mẩy Thanh đang có mặt ở Mù Xì Sang của Phong Thổ nha mọi người nha. Đây, đây là chị Cây Cô. Chị Cây Cô là đam mê với những cái loại cây cỏ hoa lá, rồi là đam mê với lại trà. Nên là mình có đi cùng đoàn với cả chị nữa, đi lên Mù Xì Sang Phong Thổ Lai Châu và sẽ tìm hiểu về văn hóa dân tộc này, rồi một số loại thực vật này, rồi là về trà đó. Nên là có một buổi sáng thật là tuyệt vời ở đất Mù Xì Sang này. Và bây giờ mình sẽ đi quanh quanh để xem là cảnh đẹp cũng như là bản làng của Mù Xì Sang như nào nhé mọi người nhé. Cùng theo chân Mẩy Thanh nhá. Đây là những ngôi tường nhà, tường trình ở trên Mù Xì Sang này mọi người này. Rất đẹp luôn. Ôi ôi, những ngôi nhà tường trình của Vàng Ma Trải, Giào San rất là cổ kính và rất là đẹp luôn. Ai ơi, em bé nhỏ. Thế đó, sao dẻo mắng cái tin từ phung. Ôi dồi ôi. Anh yêu ơi, xinh quá. Ôi dồi. Đây mọi người ơi. Eo. Wow, đằng trước kìa. Rồi là ngôi nhà cổ này, rồi là được trước mặt của mình là thung lũng mây này. Trời ơi, đúng là thiên đường để sống mọi người ạ. Quá đẹp luôn này này. Cô này là cô ở Nhật Bản đến. Cô ăn diếm phía nhỏ. Một nhà ngôi nhà cổ truyền thống của ở Mù Xì Sang Phong Thổ nhá. Yeah. Đây, này, đây, đây là view trước mặt của ngôi nhà này mọi người ơi. Trời ơi, quá. À, mình sẽ đi vào nhà của các bác một xíu nha. Đây là cái cối xay ạ. Eo. Nhìn những đom. Yeah, make it for you. Đây là một cái nhà ở... À, vừa có nhà như vừa dẻo tăng ha. Yeah. Ê, ê, yêu, ông Vấn na. Nhiệt thải con đi. Ê, mày chứ. Yeah. Đây là một cái nhà của một chú cô chú người Dao ở Vàng Ma Trải này. Bàn thờ, rồi là cuốn sách cổ này, những cuốn sách cổ này. Rồi cái này là cái để thổi sừng trâu, thổi làm lý các kiểu nhá mọi người nhá. Là thật là đây là cuốn sách cổ. Ai yếu mày trâu đúa sai. Ôi trâu sai à. Mấy bữa hết chứ nhung? Phùng Minh. Yes. Chuyện phải chia tay tháo Hà Nội đi. Hà Nội nếu anh kia chia pháo. Đây mày y tàu cháu cho nên tài nó. Mày y tàu cả đo bùa Yên An miền cháu cho nên tài. Cháu yêu.
chủ nhà nói thì bên kia là Xì Lở Lầu đúng không ạ? Ừ, ở kia sang, là Trung Quốc. Bên kia là Trung Quốc rồi nha mọi người nha, Trung Quốc ở trước mặt mình thôi. Trời ơi, mình đã nhìn thấy Trung Quốc rồi các bạn ơi. Rồi vừa buổi sáng nhà ở nhà chú này thì vừa được ngắm mây này, rồi vừa ngắm biên giới này, xong rồi nhìn thấy cả Trung Quốc luôn, thật là phê luôn. Yeah. Tuyệt vời nha. Mọi người đam mê với cây cỏ hoa lá thực vật. Đấy, nên là thấy cây gì lạ lạ là dừng lại để chụp ảnh và quay phim. Cây lá này á? Cây này là lá tràm này. Cái này với cái này gọi là thuốc ngứa. Bị ngứa thì đun nước để rửa. Nhưng mà không có tên à? Không tên. Đâu, cái gì là tràm? Cây kia kìa. Dì con. Con này em nắp rồi. Cái này là để không, tràm là tràm CH. Stomach.
Hôm nay trong bản có đám cưới nên là bà con mặc đồ rất là sắc sỡ, mặc đồ trang phục. Rồi cô gái 100 triệu. 100 triệu. Ôi ôi nặng luôn. Bạc cười à, bạc cười. Gái, bạc cười xinh gái. Nhất trên tài chụp mình mất lắm. Sao bộ đấy vừa đến hai chị em thể hình giống nhau vậy? Mày nào cái này bia đúng? Mày có cả cái đấy. Bạc này có phải bạc thật không? Bạc thật thật. Từ xem nặng chắc cái này 5 cân rồi. Ôi. Tất cả là bà đứng ra đây con đấy nhá. Rồi ok. Một set 60 triệu ạ. Nào. Các bạn ơi, các bạn có muốn làm gì làm đi. Cứ một set đồ mày mắt ra đây là 60 triệu. Bạc cười. Cắm mà nhìn đi. Mọi người có nhu cầu cười tươi à. Chỉ lấy 70 triệu thôi. Ok. Ship đến tận nơi. Đặt đàn to tốt xuống tèm. Ship khe khóc. Tèm tốt xuống đâu mất tèm. Rất là ngon. Ôi nào tèm tất cả nhé. Đánh răng. Trời sáng rồi đó bà. Tránh cái mông ra đi. Tí thêm. Cho quá hả? Bà còn ít nhất 10 triệu. Đẹp trai không? Nặng phết. Trời ơi. Nhỏ. Rễ hả? Dìu chứ. Đây đây là bộ trang phục của người giao đầu nhọn ở Mù Xì Sang Phong Thổ nha mọi người nhá. Đây cái phần bạc đằng sau này mọi người ơi, nặng chiếu vai luôn, lưng luôn và đằng trước này. Đấy, cái bộ bạc này đeo ở trên người chắc rơi vào khoảng tầm 5 cân không ạ? Em biết nữa. Nặng cực kỳ luôn. So với người giao bên em thì nặng nhiều nhá mọi người nhá, nặng rất là nhiều nhá. Bên em đã kêu nặng rồi nhưng mà hóa ra bên này còn nặng hơn rất là nhiều. Tay thành nhìn chú chân nha. Và đây bây giờ mình sẽ lắp cái đầu. Very beautiful. That's the best way, man. Thank you. Wow, yeah.
Mày cho thằng ăn chắc. Không, tao sẽ đâm tướng ạ. Mà nãy thì nó giết nó. Nè, lui cho xem giết tao. Giết tao, giết tao. Ui, giết mặc gì ra đấy nhỉ? Mày hấu đi, hấu đi. Cho hấu chút đá. Yeah, yeah. Tăng một chữ ấy. Đang là phát hả? Giờ cái gì không nhé? Ông mày mày. Thầy phát phần méo. Thì ta phát sự bóng rồi. Mấy cái cho chị ao. Phát nó tới. Phát nó phát. Lại hãy phát đi phát ạ. Anh chưa phát trí tạo phát được cổng này. Cổng sẽ đi phần dạng. Mà đoạn bỏ hai đoạn. Ôi dồi. Lấy cái quần mặt. Chà. Ô. Thế mày mà bố có tư mình này. Ô, mất tiêu rồi. Có ý nghĩ là hồ gầy cả nè. Thật ra là hồ gầy. Mà xuống xuống như lưu nhé. Tôi bật chú. Chú cái này nè. Yêu cơ cháu. Mà nó đã có phía. Yêu cơ cháu. Nó xin tạo hướng dạy quá. Nó hỏi giá trị gì bác của mày hả? Bác của mày hả? Cái phần là cái chỗ này. Bị đất bị rồi. Biết rồi. Cô đi đi. 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 Cô đi Nó sẽ không được cho nó cái xài này hết chưa hả nè. Yeah, nó sẽ chưa tao có xài đấy. Xài cái gì. Alo nha. Ôi vô yên cho mẹ mày thấy cùng nè. Ayo. Ayo nặng quá. Ông đâu ốc vừa ăn à giờ. Tôi giàu hai nè nè hả. Nó nó ta nó tự tất phát kìa. Hai đoạn như bộ. Ồ. Chị sẽ tụt để thằng chịu nạ. Ừ. Tụt sao. Nó giờ tụi ta tụt tụt. Qua qua hai mắt tới cái hình gì. À. Đi lên đường phụ thờ ở đây xem chị thằng hết. Chị cười. Cô dâu thì thêm cái gì vào chị? Cô dâu thì thêm cái gì vào? Cái có cái khăn đỏ trùm mặt không? Gì nhỉ? Không lấy đâu. Không lấy khăn trùm mặt gì nhỉ? Hả? Thôn gì nhỉ? Bản gì đây nhỉ? Bản gì nhỉ? Bản gì? Nó làng gì cho nhá? Nào lã. Mô Xì Sang. Mô Xì Sang. Mô Xì Sang. Trung tâm xã gì còn nhỉ? Ừ, trung tâm xã. Bản Mô Xì Sang. Mô Xì Sang. Được cái chàng, tết chút, tui hợp sở lợi xì phát. Nè, năm mai nè. Dân tộc lão nhỏ. Dân tộc lão nhỏ. Có đám cưới. Sớ có nhoài nữa nè. Mọi người ai cũng nên đồ thật hoành tráng để đi tham dự đám cưới. Và một set đồ này theo như các thiếu nữ thì có trị giá là 60 triệu. 60 triệu là bộ bạc đó. Còn bộ quần áo chưa tính nhá. 60 triệu là riêng bộ bạc thôi nhá. 60 triệu hắn tí nát thì. Ồ, 60 triệu còn chưa tính bộ cúc bạc nhá. Cái múa này nó tính nó múa nhá. Là muốn tính, tính rất tính, tính rất tính. Nói chung là 100 triệu. 100 triệu. Ừ. Full set 100 triệu. Nặng ghê. Thật là bây giờ mà đi ra ngoài bị người ta giết rồi cướp thì làm nào. Đi đâu xa mất tất cả đéo mèo. Này này à tặng buổi em đâu chầu lùi chính cha nhảy nha. Thiếu nha. Má nhảy quá xiên đúng nó cái này hăng hoay mà nhảy nó dìa đúng ý. Nhảy hết giật đoạn rỉnh lô. Nhảy hết ta mất quẳng. Là quá là gì hôn nó cấn ta hả ta. Nhảy nhảy là tặng nó cái này đoạn rỉnh nhá. Một nó à dìa nó sẽ bật chứ. Nó
Đó, 30 triệu độ chân đầu. Mà đi nhảy đám cưới như ở dưới mình thì rơi mất thì thôi rồi. Cả Nguyễn Chiêu à. Giơ tay đầu hàng. Đấy. Bên bên đã, bên miền đã. Các bà bảo là mặc thế này về chồng không nhận ra nữa. Bà bảo là mặc thế này về chồng không nhận ra nữa, chồng không cho vào nhà. Không có chồng, không có chồng. Cái này thực ra đeo nhiều quá cũng ấy nhỉ. Cũng để làm gì. Anh kia có lên không? Đang lên. Tức quá. Chụp ảnh. À không sao khi kia rười lại. Thật là cảm ơn. Chị vào đây. Mọi người ơi, Mẩy Thanh lại đang trong trang phục của dân tộc Dao. Dao đầu nhọn này mọi người, dao đầu nhọn ở trên phong thổ này. Ở trên phong thổ, mùa xế sang phong thổ nha mọi người nha. Và hôm nay mình có một cái trải nghiệm đi đám cưới cùng với bà con ở đây nha mọi người. Đó, cũng là bộ đồ của người Dao. Mà người Dao này, người Dao ở phong thổ. Hiện tại bây giờ đang là 100 triệu trên người, khá là nặng luôn. Nặng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng nhá. Đây, đây các bà đang cho đi đám cưới cùng các bà đây. Đi trải nghiệm đám cưới này. Úi dồi ôi, đi còn kênh kênh kênh. Kênh 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 kênh. Đẹp lắm luôn. Đây. Đây này, cái đầu này chị sợ rất 30 triệu. Lại còn à, ông bảo là không có cái gì để giữ. Hai như con xe. Yếm hoa dây chầu trình tra ở xe. Nhảy. Ồ, nhảy áo tài. Chầu xích cha này, bố xe chầu đồ đó, mình hất thiêu hả này. Ồ. Mất để chầu trình tra. Mình, yếm khá, đúng là mình nhảy, hăng như bố xe nhảy, tăng xe nó cái này đoạn là xe, ôi dồi ôi, 30 triệu xe đoạn. Ai bố xe, 30 triệu xe đoạn nhé xe, mất phần à lỗ, nhé xe, mất chăn nhiều đồ. Nó y bố nhé, hoa y bố nó, y miền còn đoài quá. Y miền còn đoài quá, nhảy, họ cả diện nó cái này, nó còn nhớ còn phiêu đoá đây nhớ nó họ mất cháu hát nhùng chung thì phẳng mất nhảy đó năm như hồ anh cần những tiếp theo mất nổ ha anh nổ ha ồ một con hoa phu pe đang quấy quá nhớ ồ ra nó ha gì nhùng à mà như khá mà đồng mất đồng nó cái này khả sĩ quá mất giải phải tông như nó mất đồng rồi. Đẹp quá mọi người ạ. Mình rất là ấn tượng nha, rất thích. Và đặc biệt là cái đầu đỏ này. Khác hẳn của bên mình luôn. Quá là nhiều bạc mặt sau lưng luôn.
Dạ. Thấp thấp. Đây. Đang theo những bước chân của những thiếu nữ dân tộc Dao nhọn Mô Xì Sàn. Các bạn có thể nghe thấy những âm thanh của trang sức bạc va vào nhau tạo ra những cái âm thanh rất là đặc biệt. Và theo người dân ở đây nói, đây là âm thanh của tiền bạc, đúng theo nghĩa đen luôn. Xét đồ này 100 triệu 5.000 đô. Đây là chị Eiko đến từ Nhật Bản. Hôm nay chị cũng được trải nghiệm một đồ truyền thống của dân tộc Dao. Trước mắt chúng ta là thiếu nữ Mẩy Thanh, YouTuber nổi tiếng Mẩy Thanh Vlog. Xin chào mọi người. Trời ơi, rau cải này. Ngon. Đấy, một cây thôi là đủ bữa rồi. Đúng rồi, quá tuyệt vời nhỉ. Một cây, một bữa. Cabbage. Cabbage, yes. Spinach, spinach. Spinach. Đây, còn đây, cái thiếu nữ này đang đi lên nương. Không, đây là xây nhà đấy, chở mang gạch xuống. À, mang gạch xuống xây nhà. Dạ, con chào bà. Dạ, con chào bà. Dạ, con chào bà. Đây. 50 cân không? Có làm thì mới có ăn. Đấy. Không biết á. Đang vác gạch xuống núi để làm nhà. Xin chào mọi người ạ. À, đi xây nhà. À, xin chào bà. Đấy, còn đây là biển mây. Đây là các thanh niên đẹp trai của bạn. Đấy. Cả bản đi ăn cưới. Đấy, nhập hội. Có thêm một thiếu nữ nữa nhập hội. Hai thiếu nữ đang đứng ở kia cũng nhập hội hay sao? Đấy. Đây, mây bay. Mây trên đỉnh núi. Đây, các thiếu nữ đang chuẩn bị đi đám cưới. Xinh đẹp nhất bản. Rất là có duyên. Đến tối hôm trước, ngày hôm sau buổi sáng là có đám cưới luôn. Mọi kế hoạch đặt ra chúng tôi đều dừng lại. Tại vì người ta chỉ có cưới một lần trong đời thôi. Mà hôm qua mưa nhá, hôm nay này không mưa. Đúng là không có hạt mưa nào là rơi nhầm chỗ cả. Không có người nào trong đời mình gặp là không nên. Mọi bài học đều đáng giá.
Thực ra thì tôi cũng muốn nói kỹ hơn về cái giá trị của bộ đồ này. Nó không phải tự nhiên mà có cái giá thành đắt đỏ như vậy. Các chi tiết bạc này thì ngoài sự tỉ mỉ ra thì rất là nặng. Chị ơi, một cái set bạc này nặng khoảng bao nhiêu cân? Chị nghĩ là chắc khoảng 5 cân. 5 cân bạc. Hai cái này nặng chịu đau cây chỗ vai này này. Và rồi cái đầu này. Cái đầu đấy phải nửa cân theo cầm rồi. Nặng đấy. Nói chung là khá nặng mà set này. Và set những này nặng hơn của các bà một chi tiết thêu thùa ở trên bộ đồ này là rất tinh xảo. Và thêu hoàn toàn bằng tay. Và thường thì sẽ mất khoảng 1 năm thời gian để hoàn thiện bộ đồ này. Thì người dân ở đây, những lúc nông nhàn, họ sẽ bỏ đồ thêu thùa ra để thêu những bộ đồ này. Bởi vậy 1 năm cho một bộ đồ có giá khoảng 450 triệu thì đối với mình, theo mình nghĩ thì hết sức là rẻ. Đặc biệt thì đây được gọi là dân tộc Dao Nhọn. Do khi lấy chồng thì các thiếu nữ ở đây đều phải cắt tóc ngắn, nên là họ sẽ đội một cái mũ ở trên đầu như thế này. Sau đó là cột khăn lại. Và đây là chị Keiko đến từ Nhật Bản. Chị là một dược sĩ và mục đích chính của chị đến Việt Nam để tìm hiểu về thảo dược và trà, cũng như là văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Và chị khi thời gian ở bên Nhật Bản thì chị đã dành rất nhiều thời gian để xem các YouTube về các vùng dược liệu ở Việt Nam. Và sau đó chị biết rằng Lai Châu là vùng mà có những dược liệu với dược tính rất mạnh. Đặc biệt là sâm trồng ở vùng này thì đã được các chuyên gia nước ngoài đánh giá là có dược liệu mạnh nhất thế giới. Sâm Lai Châu. Đây, chúng tôi đã gần đến địa điểm chính tổ chức hôn lễ ngày hôm nay. Tôi thấy rất nhiều người và rất nhiều xe kia rồi. Thì rất thích cái chương trình ở đây. YouTuber Mảy Thanh rất thích cái phong cách này. Làm bằng đất. Vách nhà làm bằng đất. Mà vuông vắn nha, đẹp nha. Đây chị ơi. Chị tiếp tục đi. Để em cũng làm một. Mình đã đến chỗ đám cưới nha. Xin chào chạy khai bắt đi một tuổi. Này, Y Miền. Xin hỏi Miền. Vẫn nhưng mà vẫn mảng nhưng mà đây đông lắm mọi người. Đi. Mình sẽ đi chúng mình sẽ đi xuống dưới dạp cưới nha. Đấy, các em bé ở đây cũng mặc rất là đẹp luôn, xinh lắm luôn nha mọi người. Đấy, rất là nhiều người, mọi người đang chờ một xíu.
bên miền nhé bò hiểu á? Bên miền nhé bò. Đây là phong tục mời thuốc mọi người ạ. Mời thuốc. Anh ơi kiểu gì cũng phải lấy. Yeah. That's gonna make a cookie. Oh yeah. Đây mọi người đã có những người sẽ là chưa nha mọi người nhá. Bắt đầu sử dụng rồi. Làm khôn mình nhá. Quên. Đây mọi người đang rồi là đây là nhà chú rể à các anh. Ủa khai nát giờ xin cha. Nhà là khu mình nhá mà chẳng chịu đúng thế nào. Rồi đó mọi người đang ăn cỗ nhá. À bố mi hóa mi hóa cũng nhìn hàng đấy. Cái ăn luôn hả? Đây là đám cưới này. Này xin chào khách phụ tá. Ồ này mới chạy xin chào này luôn. À. Ờ mà chủ đua chủ bờ đau như miền đi lâu nhỉ. Chủ ạ. Chủ hay nhá. Chủ mua xe sang như lâu nhỉ. Vẫn bờ đau ở miền nhỉ lâu. Chị. Chạy cán miền hả? Ờ, một chút xì nè. Mày nó à, dịp yêu miền này sẽ hà nhiều hà tùm chú công. Bữa yêu thẳng bữa xì nàn kể sẽ một chút xì quả phân quả phát chú mai chú công hà tùm ham hà tùm nhận là ờ, chạy chạy nó vừa khai một quả phân quả này đi nè. Ờ nó vừa khai chân với hấp tiêu ạ. Ồ hấp tiêu gì mà nhé quả phun bát cha à quả phun bát cha nó mang tu à mấy nàng rảnh ông mang rảnh nhá hiệu mà rảnh ấy nàng bài tê nè ông nghe thằng tàu hang tè có từng đó chẳng không diện tè mà mấy nàng tu à về về ý là các ông đang bảo là nói chung là mời rượu nhau đó. Đây. Đây là trai trẻ trong bản. Đấy, những ai mà chưa lấy vợ mới được phục vụ như này. Đúng không các em? Chưa lấy được vợ mới được phục vụ như này. À, chú rể đây à? Đấy. Đám cỗ trong đám cưới nhé mọi người nhé. À, không, hôm nay không phải là đám cưới mà là tiệc chiêu đãi mọi người thôi. Chúc mừng chị em sao là gì hả chị? Chị ơi, hả? Chúc mừng ấy. Không biết. Chúc mừng hôn lễ nói sao? Công gì? Hấp tiêu nói chung là hấp tiêu thôi. Hấp tiêu. Đó.
Nè mày, mày mạ mà hay vậy không? Tao như tao kia, tao bố con hắn nhiều quá, dẫn tay này được yếu đặt tay này thì sao với dính nhiều quá, hổ mà họ thật sâu chứ gì? Tao vô xe chọn 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 Nó đây là mọi người, đây là mẹ của chú rể. À, đây là mẹ của chú rể. Vậy thì hấp tiêu. Đây, à gì à? Tay nó mà chăn đi. Mẹ cho chăn tại mẹ của chú rể mời luôn. Win này hấp. Chọc chăn trong Win. Đây là chị chủ nhà. Mới có thể con của nó con tao sắp chặt tiêu đến hay thầy chạy nên sẽ thằng đây là mẹ của chú rể, còn đây là chắc là cậu cậu của chú rể rồi. Mấy chị cứ quay như tì qua mấy chị ạ. Ok nha. Nè, để buổi sáng mình cắt đi đâu anh em đang ăn tiệc nhà, con này chưa chạy cho cô lộc. À gì anh ta xe. Đây vẫn tao sẽ Ipan miền, Ipan cầm hoàng. Tao này, anh tê tao sẽ em Hà Nội pháo. Em xin họ. Vợ khái em này, tê em hoa tê này dẻo, tê quảng chủ bữa. Quảng chủ bữa. Nhiên, con hai con im miệng quá. tí tao cho toán tao cầm móng tay ạ. Đấy. Lại còn uống một chén nữa. Cái này là cái này gọi là món triple đấm. mình tưởng là rau bắp cải nhưng mà phải là đậu phụ gì đó. Váng đậu. Lần đầu tiên ăn đó và lần đầu tiên được nhìn thấy. À thế à, người ta tại trên em chưa làm ạ. Không có. Ngon. Cho cay. Ngon quá. Mình nói như đúng rồi. Cắt bay hết nha. Hấp tiêu hăng cắn rồi. Giết hoa tía ngon con rồi đoan à. Hấp rảnh má. À chỗ hấp rồi. Tại cháu chị. Đấy, tại cháu chúng ta chỗ hấp rồi. Đây là toàn bộ. Tại cháu vừa hấp. Hơn tại cháu vừa ạ. Thái à. Này. Toàn bộ các chị các cô nha. Mình cũng giống mọi người rồi đây này mọi người ơi. Đây nha, mình cũng giống tất cả hết cái đây rồi này mọi người này. Đây. Ok. Đợi chị một chén ở đây thôi. Đây. Mô tại tại hai lần vừa nên đốt lửa đã ôm đi nổ chú này bảo là cái gì nhỉ, chúc chén rượu sau đó là kiếm vợ cho chú luôn. Chú ở Vàng Ma Trải Phong Thổ Lai Châu nha mọi người. Khai lồng hết không một tài? Khai lồng hết
lùng hết rồi, khai lùng hết rồi. Hát chân mày chẳng hồ mình tháo đó xin hồ sẽ tháo yêu béo dẻo yêu bơ xem đó thì chân hê đó. Ừ, thôi buổi khai nay mà mặn dẻo không? Dẻo mà. Ồ, hít dây tay. Hả? Xin hồ mình. Nào sao nào, bây giờ là đi lên đi đám cưới này, sau đó là xách theo đồ để đi thêu này, có nghĩa là đã đi đám cưới là đi chơi cả ngày luôn, ăn bữa sáng này, bữa trưa, bữa tối luôn, xong rồi mới về. Nhiều lắm mọi người ạ, ở đây toàn là toàn bộ là dân tộc Dao như này luôn. Mình cũng dân tộc Dao. Đây, toàn bộ đó, ở đâu cũng có. Mà bữa này là gần như kiểu bữa này là bữa phụ thôi, không phải là bữa chính nha. Bữa chính là bữa trưa này, đến tối này vẫn có nha. Ê...